Hôm qua chào đón quý vị và các bạn thân mến đang đến với kênh Tin Tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: Hà Hồ đẹp sang trọng và kiêu hãnh trong hình ảnh mới. Hà Hồ toát lên vẻ kiêu hãnh và sang trọng quyến rũ trong hình ảnh mới. Xuất hiện trong một sản phẩm mới nhất, dù nhìn ở góc nào, từ làn da mịn màng, vóc dáng thắt đáy lưng ông đến ánh mắt kiêu hãnh tự tin cũng không thể che giấu. Vẻ đẹp sang trọng quyến rũ của giọng ca Đường Đi khiến người xem mê mẩn không thể rời mắt. Nhắc đến Hà Hồ, khán giả không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp quyến rũ không gốc chết của cô. Vẻ đẹp quyến rũ ấy toát lên từ nét đẹp hình thể, làn da và ánh mắt. Nhưng nét quyến rũ đó không phải của người đàn bà yếu đuối, mà trái lại tự tin và kiêu hãnh. Xuất hiện ở mọi sự kiện hay nơi công cộng, Hà Hồ luôn là nét đẹp tâm điểm trong đám đông. Giọng ca Đường Đi từng chia sẻ, là một người duy mỹ, ngoài việc chăm sóc bản thân, cô yêu thích những sản phẩm có thiết kế đẹp và sang trọng. Những thứ nhỏ xinh giúp tôn lên vẻ đẹp lôi cuốn của riêng mình. Đó là lý do vì sao mỗi khi xuất hiện, ngoài những bộ cánh thời thượng tôn lên đường cong chết người và làn da mịn màng, Hà Hồ không bao giờ quên chọn cho mình những sản phẩm công nghệ có tính thời trang tinh tế. Không chỉ quyến rũ ở vẻ đẹp tâm điểm đầy kiêu hãnh, Hà Hồ còn khiến khán giả mê đắm bởi giọng hát càng đặc trưng nhưng rất nồng nàn và sâu sắc. Chính vì thế, tối ngày 20 tháng 4 này, một đêm nhạc ballad đặc biệt mang tên Love Song sẽ khiến khán giả thật sự chìm đắm trong cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích video nào, các bạn có thể like hoặc share. Nhưng đừng quên nhấn đăng ký kênh miễn phí để có thể theo dõi thật nhiều video thật hấp dẫn khác do chúng tôi cung cấp. Xin chào và hẹn gặp lại!